Đăng ảnh lung linh hết cỡ, Sơn Tùng MTP lại bị cộng đồng mạng soi ra điểm bất thường. Đây không phải lần đầu Sơn Tùng MTP bị soi dùng Photoshop để trông cao hơn. Sơn Tùng MTP luôn là một cái tên hot đối với công chúng và sở hữu lượng fan khủng. Sẽ không quá lời khi nói rằng nhất cử nhất động của anh luôn thu hút sự chú ý, thậm chí là soi cực nhiều từ cư dân mạng. Mới đây, vào sáng ngày 24 tháng 10, Sơn Tùng MTP đã đột ngột xuất hiện và giao lưu với các em học sinh tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Thái Bình. Được biết, đây là ngôi trường mà anh từng theo học. Xuất hiện tại trường cũ, nam ca sĩ diện vest bảnh bao, lịch sự, đồng thời thoải mái chụp hình selfie cùng các bạn học sinh. Các em học sinh cũng đã được fan vui sướng và hân hoan tột cùng vì được chứng kiến tận mắt và giao lưu với thần tượng. Sau đó, Sơn Tùng MTP cũng nhanh chóng cập nhật những hình ảnh cực lung linh về buổi giao lưu trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, anh lại bị cộng đồng mạng soi ra một chi tiết bất thường. Trong ảnh, anh dường như trông cao ráo và thon thả nhiều hơn so với thực tế. Nhiều cư dân mạng còn nhanh tay ghép ảnh của Sơn Tùng với các bức ảnh được học sinh chụp lại để so sánh sự chênh lệch. Họ kết luận các bức ảnh của Sơn Tùng đã được qua xử lý. Quả là một tình huống dở khóc dở cười đối với nam ca sĩ. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Sơn Tùng MTP bị soi dùng Photoshop để trông cao hơn. Trước đây, anh cũng từng bị vướng vào nghi vấn kéo chân quá đà trong ảnh chụp tại hậu trường một show thời trang ở nước ngoài. Nhiều cư dân mạng suy đoán, giọng ca gốc Thái Bình cao chưa đến 1m70, nhưng nhiều biết chọn những trang phục ôm sát khoe đôi chân gầy. Kết hợp với giày tăng chiều cao mà nam ca sĩ trông không bị thấp.